Chào mọi người, Nơ-cơ-ăng. Trận game của mình hơi là ngớp. Chế độ sinh tồn, chiến đấu thật phong cách. Lắc nên khùng khùng đồ đó. Không có địch. Giỡn mặt hả? Con nghiện nó vào xem nè bằng.
Nó éo xem nữa rồi. Không có bộ hồi phục. Kệ mẹ địch đi, tôi đi kè. A hi hi. Kệ địch tôi đi chạy bo. Chạy nhưng vẫn phải lụm xu mới chịu. Quầy đáng yêu vậy trời. Tôi chạy trước.
Mấy người khác sẽ ở lại bắn, còn tôi thì không. Tôi chạy. Di chuyển như bắt nhưng lại FC top 1.